tại Vĩnh Long trong thời gian qua, trong tình hình chung với nhiều khó khăn của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và những diễn biến thực tế của tình hình để giữ ổn định thị trường, các ngành chức năng của tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều biện pháp góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công ty xăng dầu Vĩnh Long hiện chiếm khoảng 35% thị phần xăng dầu ở Vĩnh Long, với trên 70 cửa hàng bán lẻ và 6 doanh nghiệp tham gia ký kết hợp đồng nhượng quyền. Trước đây, trung bình một ngày, đơn vị này cung ứng ra thị trường bình quân từ 230 đến 250 mét khối xăng dầu. Thế nhưng, do một số cửa hàng bán lẻ khác bị đứt gãy nguồn cung, lượng hàng bán ra thị trường của đơn vị này vì vậy tăng cao. Hiện mỗi ngày, đơn vị cung ứng ra thị trường từ 280 đến 300 mét khối xăng dầu, tăng khoảng 30% so với trước. Với một cái áp lực tăng sản lượng bán lẻ lên như vậy thì nó tác động lên cái nguồn cung. Về phía lãnh đạo công ty, chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng các cái phương án phòng ngừa để làm sao là đảm bảo 100% cái là nhu cầu của khách hàng đối với Petrolimex được phân công trên địa bàn của tỉnh Vĩnh Long. Chúng tôi cố gắng đảm bảo cho khách hàng là không bị đứt gãy nguồn hàng. Hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 9 doanh nghiệp là thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu và trên 300 cửa hàng bán lẻ. Qua kiểm tra của cơ quan chuyên môn tại các doanh nghiệp đầu mối, phân phối xăng dầu, nguồn cung xăng dầu đến thời điểm này vẫn đảm bảo. Nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường, ngành công thương đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm tra trên 40 vụ, phát hiện vi phạm và xử lý 17 vụ, phạt hành chính trên 860 triệu đồng. Chúng tôi cũng phát hiện ra là những cái trường hợp là coi như là hiện nay đóng cửa, những đơn vị mà không thực hiện đúng thì kiên quyết và xử lý. Sở Công Thương cũng đã chỉ đạo cho cái thanh tra cũng như là cái tham mưu Ủy ban tỉnh để là chỉ đạo cho cái ban chỉ đạo 389, tức là cái lực lượng là cái phối hợp liên ngành với nhau để là tăng cường trong cái công tác là làm việc với các cái thương nhân và các cái đơn vị là đầu mối, để rồi là phải là làm sao là có những cái ràng buộc về trách nhiệm của họ, họ phải cam kết để làm sao đảm bảo cung ứng là xăng dầu là trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm tra kiểm soát của các lực lượng chức năng thuộc ngành công thương kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, góp phần ổn định thị trường, đảm bảo hoạt động cung ứng xăng dầu được liên tục, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất tại địa phương.